Chào mừng quý vị cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông cũng như là cuộc sống hàng ngày chúng ta có nhiều điều viên mãn. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Tuất là cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết những người tuổi Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất họ lại khá nóng nảy và cứng đầu, chỉ cần họ biết tiết chế, ắt hẳn sẽ thăng tiến rất lớn trong sự nghiệp. Dù làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang tháng 7 âm lịch được tam hợp cục cho nên là những trong thời điểm này thì gia chủ tuổi Tuất sẽ được nâng đỡ và che chở rất nhiều. Vậy trong tháng 7 âm lịch, các quý vị gia chủ tuổi Tuất sẽ gặp những hung tinh, các tinh nào, vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên có được như ý hay là không và cách hóa giải của nó thì ra sao? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Tuất trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Về đường công danh sự nghiệp của quý vị gia chủ tuổi Tuất trong tháng này không có gì khởi sắc, thậm chí vì lo nghĩ nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Công việc không có nhiều thay đổi nên gia chủ không nên quá lao lực. Thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư lớn, người làm công ăn lương, công việc ổn định, có dấu hiệu thăng tiến hay tăng lương nhẹ. Tử vi năm Nhâm Dần 2022 chỉ ra rằng, những người tuổi Tuất kinh doanh buôn bán sẽ gặp thuận lợi nhiều vào thời điểm cuối năm chứ chưa phải bây giờ. Hợp tác làm ăn nên cân nhắc kỹ lưỡng, có điểm phá hoại, chủ quan khinh suất và thất bại tức thì. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho tất cả các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi tuổi Tuất năm Nhâm Dần cho thấy tài lộc tại thời điểm này của gia chủ kém, tiền làm ra ít nhưng chi tiêu nhiều. Tháng này gia chủ còn có xu hướng hưởng thụ nhiều, theo đó tiền kiếm được nhưng khó tích lũy vì tiêu hao lớn. Nếu có ý định đầu tư hay đầu cơ ngắn hạn thì tháng này chưa phải là thời điểm thích hợp bởi vì lợi bất cập hại, có thể bị thua lỗ, khó thu hồi vốn. Thời gian này nên học hỏi để tích lũy kinh nghiệm, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững, tránh tâm lý a-dua đám đông. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tất cả các quý vị gia chủ tuổi Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này tình hình sức khỏe của tất cả các quý vị gia chủ tuổi Tuất không có gì đáng ngại. Tuy vậy khó tránh các chứng bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi xương khớp khi giao mùa. Áp lực công việc, chuyện tiền bạc, con cái chính là nguyên nhân chính dẫn đến gia chủ phải suy nghĩ nhiều, bệnh từ đó mà ra. Nếu khắc phục được vấn đề này, mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ tuổi Tuất nên chú ý đến mắt và các bệnh liên quan đến mắt, tránh để xảy ra tai nạn về mắt. Tháng này cũng nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Nữ mạng cần đề phòng các bệnh phụ khoa, chủ động thăm khám định kỳ để sớm có phương án phòng ngừa hoặc chữa trị. Các quý vị gia chủ tuổi Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xét phương diện tình duyên, gia đạo quý vị gia chủ tuổi Tuất trong tháng này khá tốt. Với tuổi Tuất độc thân, tháng này mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng. Lứa đôi tìm đến nhau, cùng nhau có những trải nghiệm thú vị. Đời sống tình cảm vì thế mà thêm phần phong phú, người đến người đi sập dìu.
Với những người đã yên bề gia thất, tháng này tình cảm vợ chồng gặp trục trặc do nhiều mối lo cuộc sống, tiền bạc, công việc, làm ăn, sức khỏe. Đôi bên không học cách chia sẻ, nảy sinh tâm lý chán trường, chính là mối đe dọa hạnh phúc gia đình. Tử vi tuổi Tuất trong tháng 7 âm lịch năm 2022 cho các tuổi. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, Sơn Đầu Hỏa. Xem tử vi tháng Mậu Thân, trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, người tuổi Giáp Tuất có thể gặp một số cơ hội phát triển. Nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn có được bước thăng tiến như mong muốn. Do đó cần phải kiên trì với những gì mình cho là đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích đã đặt ra. Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại nhiều ấn tượng tốt nhưng bạn cũng nên không nên đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Sự nghiệp của những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 phát triển khá tốt trong tháng này. Người làm kinh doanh càng có nhiều thuận lợi khi mỗi ngày đều có lượng khách hàng đều đặn ra vào, tiền bạc dư đôi. Nhân duyên bản mệnh cũng rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh. Nguy cơ đụng độ đào hoa xấu của bạn cũng cao hơn. Hãy chú ý giữ vững tâm lý và khoảng cách thích hợp với người khác phái, đồng thời quan tâm hơn đến gia đình, nếu không rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình, gây nhiều tổn hại cho gia đình. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Ở độ tuổi này, người Canh Tuất sinh năm 1970 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó cũng nhận được phần thưởng xứng đáng. Dù tuổi này, hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư, nhất là không nên tham gia các loại hình cổ phiếu vì hệ số rủi ro quá cao. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xem tử vi tuổi Mậu Tuất tháng 7 năm 2022, do đã có tuổi nên là sức khỏe của quý ông bà không còn được tốt như trước, nên chú ý đến các căn bệnh tuổi già, bệnh tật lâu khỏi, vì thế cũng phải chi tiêu vào thuốc thang nhiều. Thêm nữa, gia đạo tháng này cũng không tốt, có chuyện buồn đưa tới. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ, tháng Thân, lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Tuất trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 7 năm 2022, tức ngày 7 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp, nhâm thìn, có nạp âm, trường lưu thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 7 năm 2022, tức ngày 19 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp, giáp thìn, có nạp âm, phúc đăng hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tuất trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 7 năm 2022, tức ngày 6 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Mão, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 7 năm 2022, tức ngày 18 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Mão, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tất cả quý vị tuổi Tuất trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua những kiến thức này thì quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc
để chúng ta bước vào tháng 7 âm lịch với rất nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên, hoàn thiện hơn. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại!